Vùng vải chín sớm xã Tam Đa huyện Phù Cừ đang tập trung thu hoạch, sản lượng ước đạt cao gấp 4 lần so với năm 2019, nhưng giá giảm từ 3 đến 7.000 đồng một kg. Các điểm thu mua vải ở xã Tam Đa đang rất nhộn nhịp. Tại điểm thu mua của ông Nguyễn Văn Đô, giá vải dao động từ 17 đến 18.000 đồng một kg, giá giảm từ 3 đến 7.000 đồng so với năm trước. Tuy nhiên năng suất lại cao hơn nhiều. Đầu vụ thị trường tiêu thụ thuận lợi, trung bình mỗi ngày xã Tam Đa đã tiêu thụ khoảng hơn 150 tấn vải. Ngoài ông Đô, xã Tam Đa còn 15 điểm thu mua khác cũng đang tập trung thu mua vải chín sớm cho bà con để kịp cho các đơn hàng. Vải sớm được đóng gói và xuất bán sang các thị trường miền Nam, Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia. Xã Tam Đa có 240 ha vải, giống vải chín sớm, năng suất vải vụ này ước đạt từ 2.400 đến 2.500 tấn, cao gấp 4 lần so với năm 2019.